Chào mừng các bạn đến với chương trình Học tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Ok, trước khi mình vô chương trình, các bạn có thắc mắc gì tiếng Anh không? Do you have any question? Ok, từ đó đọc là age. Mình nói chữ ấy, làm như, lấy cho mình cái ấy đi, ấy. Cái xong rồi cái j một cái nhẹ thôi, age. Ok, age. Like that. Alright. Idol với idol, hai cái đó phát âm giống nhau y hệt luôn, không khác một tí nào hết, tùy theo ngữ cảnh. Ok, so cái đó là đồng âm ha. Yeah, idol and idol. Y hệt luôn, không khác một tí xíu nào hết. Oh, cái kia là show, cái này là sh, ha. So cái âm sh, chú mỗi lần, sh. Cái âm này không cần chú mỗi lần, so. Show, với lại so. Ok. Alright, under 1 degree Celsius, no. Muốn nghe nó nghe sành điệu một tí xíu thì, well, có hai cách. One below zero, okay? One below zero, nghe sành điệu, nghe giao tiếp hàng ngày. Okay? It's one below zero. Muốn nghe khoa học một tí xíu là negative one degree Celsius, okay? Celsius, you can sell. Oh, yeah. Okay. So, mobile là 1 below 0, high là negative 1 degree Celsius. Well, là có thể nói, yes, minus 1. Minus 1 degree Celsius. So, ba cách, ha? Okay. So, sành điệu 1 below 0, well, là 10 below 0. Muốn sành điệu hơn nữa đó, gà. Bên này sao? It's 10 below. Giờ thay. Is 10 below, well, 20 below, là người ta biết là trừ 2 chỗ đổ á. Yeah, so khỏi cần nó below 0 nữa. Yeah, just say it's 10 below. Okay. Alright, phát âm T, phát âm là D được không? Nếu nó đứng giữa hai nguyên âm thì đa số phát âm được, làm như cái chữ like water, right? Được. City, right? Photo, yes, được. Còn nếu mà nó đứng không có đứng giữa hai nguyên âm thì không được, là cái chữ này, cái chữ này là center, hoặc là nó nhanh là center, còn mình không có nó là sender. Ok. Oh, hỏi cái từ đó hả? Oh, ok, sorry, cái từ đó, yeah, cái từ này hơi khác một tí xíu. Mình không có nó là beaten, mình nó là beaten, nghe thấy không? Mà người bản xứ họ nó nhanh sành điệu là beaten. Ok, mình á, làm như mình là như nổ đại ca vậy đó. Xong rồi beat, cái xong rồi beaten, like that. Ok. Yeah, like mấy cái từ đó, cái này thật sự không có biết có lực như sao, but cái đó phải quen thầy. Yeah, thường thường là T, N mà kế bên cái nguyên âm á, thường thường đa số nó là right. So, nếu mà mình ở trong phòng kiểm tra, có rất nhiều thầy câu hỏi thì mình chào lịch sự nên thế nào? Oh, easy. Hello. Vậy thôi à. Hoặc là, hello, how are you? Hello, how are you? Okay, like that. Like that. That's pretty much it. Vậy lắm. Còn nếu mà mình là MC, làm như Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Ngọc Ngạn đứng đám đông thì, you know, good evening, hoặc là good morning, tùy theo, right? Good evening, ladies and gentlemen. Gentlemen. Okay. Yeah, hoặc là good morning, right? Làm như mấy ông thầy giáo hay gì đó đứng trước mình hay gì đó, you know, thì là good morning, không có trịnh trọng lắm. Good afternoon, right? Yeah, okay. So it's not a problem. All right, let me see what else. Phát âm chữ village, so bill, cái xong village, like that, village, okay. What else, cái từ nào nữa? So dịch dùm câu này, Google dịch không hiểu. Management actions may also be required to powdery. Oh, for powdery mildew, common leaf spot, angular leaf spot.
Oh my God. Okay. Management action. Cái management action này đó là không phải quản lý gì hết trong trong kinh doanh. Cái này là hành động mà để cho mình lo lắng á, để cho mình kiểu mà quản lý hả? Ok, sau hành động quản lý cần cho cái powdery mildew, mấy cái này là những chứng bệnh ha, những chứng bệnh cho trái cây. Trái cây này là trái trái dâu, okay, trái dâu là trái strawberry đó. Crop là cái sao ta, crop là gì, cái chỗ trồng á, cái chỗ trồng trồng trái cây đó vậy. So crop không phải chỗ trồng bệnh. Oh, cả tiếng Việt có sức giọng quá. Bệnh nói chung là trái trồng strawberry là cái trái dâu. So nếu nói này là mình sự hành động mình phải cần khi mà mình gặp những cái powdery mildew, common leaf spot, mấy cái này là mấy cái bệnh của cái trái dâu. Ok. Alright. What else here? Oh yeah, vườn. Yes, that's like crop là vườn. Yeah, như vườn. Yeah, vườn dâu vậy đó. Thank you. Thank you. What else? Tôi chưa bao giờ đến đó. Dịch như sao? Yes, I have never been there. Like that. Tôi chưa bao giờ đến đó. I have never been there. Nói nhanh. I have never been there. Nè, ha? Been there. What else? Khi nào dùng a, khi nào dùng an? A trước danh từ mà, ok, cái này đi. An trước danh từ mà có nguyên âm. Ok, like an apple. Cái chữ apple có nguyên âm á, apple, thấy không? An apple. Còn cái này là a car thì trước cái danh từ không có bắt đầu là nguyên âm. Like that. An hour, hour bắt đầu là nguyên âm, cái âm nguyên âm chứ không phải chữ nguyên âm nha, cái âm nguyên âm. An hour tại vì cái âm h nó câm cho nên không có phát âm h, right? So cho nên nó phải là an. So cái danh từ bắt đầu nguyên âm thì mình để chữ an, còn không có nguyên âm thì à. Okay. Nên sử dụng phần mềm nào tra từ điển tin cậy nhất? Webster, mình mến với Webster nhất. American Heritage Dictionary. Heritage Dictionary. Okay. Oxford, of course. Nó nhả hướng Anh tí xíu. Even dictionary.com bây giờ tuy rằng nó modern, nó không có kiểu mà cái gốc của nó xưa như hồi xưa, but cái dictionary.com bây giờ nổi tiếng lắm, giờ online modern. Ok. Còn cái từ điển nữa tên là Longman. Longman Dictionary. Đặc biệt cái Longman Dictionary là họ dùng khoảng 2.000 chữ mà thường dùng nhiều nhất để diễn tả mấy chữ khác. Cho nên họ không có dùng chữ khó để diễn tả chữ khó, họ dùng chữ dễ để diễn tả chữ dễ. Nếu các bạn thích Longman, thích diễn diễn cái sao ta? Và diễn tả cái nghĩa gì đó bằng cái chữ dễ thì dùng Longman Dictionary. Longman Dictionary dùng các bạn có thể thích hơn. Tại nhiều khi các bạn tìm trong từ điển điển cái xong cái nghĩa của nó các bạn không hiểu nó phải không? Right. Tại cái nghĩa của nó cũng hơi khó. Right. So, Longman nó không có, Longman dùng 2.000 chữ hoặc là 3.000 chữ quên này mà người ta dùng thường nhất trong tiếng Anh. So, it's very easy. Okay. Sig, Missy, Tân, phát âm dùm mấy chữ này. Donate, ha? Donate. Ingrain với lại sedentary. Okay. So chữ này là donate, ingrained and then sedentary. Sedentary, okay. Xin hỏi khi đọc mấy cái từ engage hay là watched cảm thấy khó đọc quá vì vừa phát âm chờ vừa phát âm thờ. Nếu tập trung phát âm chữ đó thì câu bị khựng lại nghe không tự nhiên. Thường như gì nào? Cái lực như gì nào?
Engage. Nếu mà nó nhanh mình có thể ăn gian được. Engage vậy thôi. Ok. Nó nhanh. Đừng có engage được. Cái xong rồi mình ăn gian được. Mình nói nhanh. Cái chữ watch. Tại vì mình phải phát âm ch một cái. Cho nên nói cái chữ watch hơi đặc biệt tí xíu. Khi mà chữ watch nó đứng trước cái chữ mà có không phải nguyên âm á. Well. Okay, here, how about this? Nè, cái chữ này ha. He watched that. Okay. So mình không có ngừng lại he watched that, right? Mình chỉ cần nói rằng he watched that vậy thôi. Đơn giản, mình có thể ăn gian được. But khi cái chữ that, cái chữ đầu tiên á mà nguyên âm hoặc là âm yếu thì mình phải dùng cái âm t của cái watched, cái âm t để mình nói âm. Ví dụ cái này he watched it, cho chữ tịch trong đó, tại vì sao? Tại chữ watched, cái âm t của chữ watch thì nó nói với cái chữ it, he watched it. See? So yeah, cái watch nó hơi rắc rối một tí xíu, but cái chữ engage thì mình ăn gian được, mà cái chữ watch thì nó rắc rối như vậy đó. Ok. Yeah, like he watched him. Tại cái chữ him, cái chữ H nó rất là yếu. Right? So he watched him. Yeah. So nghe nó sành điệu hơn. Right? Phát âm chủ yếu là đọc theo hay phải theo nguyên lý nào đó. Nó gọn miệng thôi. Mình đọc nó gọn miệng. Thật ra nếu các bạn học tiếng Anh một thời gian lâu, các bạn có cảm thấy rằng là có một cái cách trong cái câu nào đó mình nói chữ nó nghe gọn hơn cái cách khác. Thì đa số các bạn bắt chước người bản xứ, hoặc là các bạn thử đi nghe thử đi, các bạn nói thử đi, he watched it nó dễ hơn là he watched it, right? Cho nên con người nào cũng làm biếng á, cho nên thà nói là he watched it hơn rằng là he watched it, right? yeah, cái này là các bạn đừng có lo mà vô sâu về cái này. Khi mà tiếng Anh của các bạn giỏi rồi, tăng lên một cái cao cấp nào đó thì nó sẽ đến với các bạn từ từ. Thế cho nên đừng có lo lắm với mấy cái chuyện này. Okay. Alright, Missy Hoàng nói đúng á, yes, cô tí. So cái chữ đó là oi ồ. Okay, so oi ồ. So like that, oi, like that, oi ồ. Yeah, so oil right there. What else? Like cái chữ này là like toil and then boil. Spoil. So các bạn cứ đừng có ngại miệng, sợ phát âm nghe nó giống hai âm, mà thật sự mấy cái âm này nghe giống hai âm lắm. Toil, boil, spoil vậy đó. Xuống giọng ồ. Nụ cười an hour, nó nhanh là an hour, now an hour. Cái kia là a horse, okay, horse, yes. Tại sao? Tại cái chữ hour, cái âm h nó cầm cho nên nó không có đó. Câu này nói rằng nó không có đó, an hour. Còn horse thì âm h nó có âm âm h, cho nên phải chữ a, so horse. Alright, Calorie, yes, sorry, Calorie. Cái chữ đó là college, huh? College, nhẹ thôi, college. Còn chữ thứ nhì là colleague. Mình nuốt cái hơi lại, colleague, nhìn thấy, nín cái hơi lại. College, colleague. Một cái là chữ, phía sau một cái là ly. Peace và sheet khác nhau. Sao? Yes. Hỏi là tấm mặt nạ, đắp mặt nạ thì dùng peace hay là sheet? Hả? Tấm mặt nạ. Cái mặt nạ gọi là cái mask thôi hả? That's it. Yeah. So just mask. Cái mặt nạ mình không có gọi là peace hoặc là sheet gì cả. Just a mask. Yes. Yeah, like a face mask, chứ không có miếng, không có gì hết đó. Yes, yeah, just like a face mask. Yeah. See, câu này nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Buddhism is the middle way and therefore no way antagonistic to physical well-being. Không hiểu nó antagonistic, sure. So, Phật giáo là middle way, là con đường phân hai.
And therefore, in no way, và không bao giờ, antagonistic là làm hại, ngược lại. So antagonist là cái người hại, cái người, cái gì đó ngược lại, chống lại. So in no way, không có chống lại với cái sự mạnh khỏe của mình. Ý nói vậy đó. Yeah, so yeah, mình không có rành lắm về Phật giáo vô sâu, but nó ý cái câu đó là vậy đó. Okay. So antagonist. Nếu các bạn thấy chữ antagonist, thấy chữ anti không? Yeah, nó giống anti vậy. Right? Yeah, yeah. So antagonist là ngược lại. Trong cái cuốn sách hoặc là trong câu chuyện, cái người nào là kẻ ác, kẻ thù, cái đó là antagonist. Okay. Còn cái người nào mà kẻ hiền, mà mình đi theo câu chuyện của người đó, anh hùng, thì họ là protagonist. Okay. Protagonist. Pro là for, là với. Anti là ngược lại. Okay, alright. In no way là không có cách nào. Way là cái cách. In no way là vào, không có vào cách nào. Yes. Anti không phải là hate, but anti là opposite, ngược lại. Nó không có emotion trong đó. Just opposite. Alright. Mình thấy có đến 12 thì trong tiếng Anh lận. Thì trong tiếng Anh trên thực có thể dùng. Ah, yes. Mình hay thấy cái đó lắm các bạn. Nhiều người làm như xích bực cái là mấy chương trình học tiếng Anh họ hay hù các bạn lắm. Tiếng Anh có 12 thì, các bạn phải nhớ 12 thì. Các bạn nói, oh my god, 12 thì dữ vậy, oh my god. Và thật sự, mấy cái thì kia là mấy cái thì đơn giản thôi, không có gì hết. Yeah, rồi các bạn chỉ cần nhớ khoảng 3 thì, hả? Right, like simple past. And then present perfect là hiện tại hoàn thành. And then với lại past continuous, vậy thôi. Ba cái đó là dùng nhiều nhất luôn á. Right. Ba cái đó là dùng nhiều nhất luôn. Còn mấy cái kia các bạn chỉ cần để cái chữ would hoặc là để chữ should hoặc là để cái chữ gì vô thôi. Nó không có cái dạng, cái động từ nó không có đổi nhiều gì hết á. So đừng có lo, đừng có lo. Học ba cái đó là các bạn là good luôn á. Alright. Yeah. Yeah, tương lai thì để ing, right? Tại sao sẽ không có để tương lai? I mean, tương lai để cái chữ will, right? Hoặc là going to như thế. I mean, yeah, cái đó cũng tính là hai thì rồi đó, hoặc là một thì, right? So, để chữ will là mình, tiếng Việt mình nó sẽ, right? Cái đó cũng tính là một thì, đơn giản, right? So, không có nhầm nhòi hết á. So, các bạn đừng có lo. Alright. Shall có dùng không? Shall trịnh trọng. Shall cái này dùng cho văn viết hoặc là kiểu hồi xưa người ta nói chuyện. Còn bây giờ giao tiếp, nếu các bạn dùng shall nghe nó hơi sến sến. Nụ cười, phân biệt dùng trust với lại believe. Ok. Nói chung như vậy, nhiều khi họ cũng có thể lẫn lộn dùng hai từ này hoặc là có thể thay với nhau cũng được. But trust nó sự tin tưởng, là tin cậy á. Tin cậy cái người nào đó, có uy tín, tin cậy, tin tưởng. Trên tin cậy hơn, sorry. Believe là tin tưởng. Ngã qua hướng tin tưởng hơn. Okay. Believe có thể mình tin tưởng về ma quỷ hoặc là những người ở hành tinh khác. Trust là tại vì người đó có uy tín hoặc là các bạn thích xích đẹp trai quá, xích có uy tín, right? So, dùng trust. Okay. Alright. What else? Locate với lại position. Locate với lại position verb có khác nhau gì không? Locate là hãy tìm địa điểm đó. Position là đặt cái địa điểm đó. Yeah, so locate là đi tìm. Đi để kiếm địa điểm đó. Position là mình để đặt vào cái địa điểm đó. So hai cái nó khác nhau. Yes. Okay. Sĩ ơi, then với lại then. Ok, sure. So các bạn thấy cái âm A này. Phát âm dài dài tí xíu. Than. A. Than. Còn cái âm E này, các bạn phát âm ngắn một tí xíu. Than. Than với lại than. Yeah, chắc không? And với lại N. Yeah. And. Sorry, and. Với lại N. Ok.
Một cái à mà nó dài tí xíu, một cái e mà nó ngắn lại. Alright. Rành ba thì đó nhưng nhiễu có đủ nội công để yes đủ rồi đó tân yes that's right ơi Phương sĩ đẹp trai ơi câu này hiểu như thế nào so to diffuse jealousy over a little too big serving Shackleton institute a unique ritual after each man filled a plate he approached the other and asked whose and passed the plate to someone else. Ok, alright, cái câu này copy từ đâu vậy? Nó rắc rối vậy? Để giảm cái sự ganh tị, ganh tị gì đó vào vào những cái này là mình đồ ăn đó nha. Để giảm hoặc là đừng có để ngừa. Xin mất kết nữa này, chọn tí. Hey, Pabella, how are you? Phương post cái câu lời giùm đi. Wait, hold on. Ok, để giảm và thank you. Để giảm cái sự ganh tị về những cái phần nhỏ và lớn phần ăn á. Tại tại người Mỹ họ họ chia ra phần trong dĩa mình có phần này, người khác có phần khác. Shackleton là cái tên đó. Cái tên ông này hoặc là bà này. Shackleton Institute a unique ritual là ông đặt vào ông chế ra một cái ritual là một cái luật hả, làm như một cái luật vậy đó, cái luật duy nhất, cái luật mà đặc biệt mỗi lần mỗi người sau khi mỗi người lấy đồ ăn để vào đĩa họ, người đó phải đến một cái người khác và hỏi ai muốn cái dĩa này. Là ý là mình không có lấy đồ ăn cho mình lấy đồ ăn cho người ta thôi để cho mình không có dành ok rồi và đưa cái đĩa họ cho người khác ý là vậy đó okay. So so cái ông sát của thinh này nè ổng không có muốn người ta ganh tị nhìn qua dĩa nào có đồ ăn nhiều thằng nào tham lam thì làm như đi bộ đội vậy đó So mình múc dĩa cho người kia chứ không phải cho mình. Alright. Oh man. So câu này như sau. A factory pays each of these workers $5 per hour for the first 40 hours worked during a week. And 3.5 times the rate for hours worked in excess of 40. Okay. Cái công ty, cái hãng xưởng này trả nhân viên $5 một giờ cho 40 giờ trong tuần. Mà nếu sau 40 giờ đó thì cái số tiền này phải tăng 3 phần 2 là 1.5 sau khi làm hơn 40 giờ thế số trước 40 giờ đầu tiên là $5 một giờ 41 giờ cái giờ 41 thì $5 nhân cho 1.5 là cái số tiền lương sau này ok illness là bệnh tật hay là bệnh nhân illness là bệnh tật là bệnh bệnh nhân là patient là bệnh nhân patient ok alright what else let's start again alright hold on đọc như sau 9.6256 kilometers ok 9.6256 kilometers ok hi hi 8/6 nếu đơn giản hoặc là 2/8 okay. Còn nếu độc toán là 8/6 hoặc là 2/8 So tốt nhất 8/6 hoặc là 2/8 giao tiếp còn toán 8/6 với lại 2/8 okay. Alright. Xin giải thích giúp em nghe từ Great Pumpkin trong câu Never discuss people, religion, politics, the Great and Great Pumpkin. Cái này hình như cái câu này là câu diễu á. Cái câu này là như cái câu diễu hay sao đó? Spring. Yeah. I'm not too sure. The Great Pumpkin, cái này làm như cái Halloween, cái chuyện của Halloween vậy đó.
bên trong cái hoạt hình đó, phim hoạt hình đó. So I'm not too sure. Vậy cái câu này ý là sao? Đọc hiểu mà không có hiểu ý nó. Spring. Yeah, sorry. Let là let us, ha. Huh? Let us. Alright. Sĩ ơi, sữa chưa đánh đá tiếng Anh là gì? Hả? Sữa chưa đánh đá. Quá. Sữa chua. Oh, ok, sorry. Sữa chưa đánh đá. Hả? Oh, xin biết cái đó rồi. Ok, Mỹ Mỹ có cái đó lâu rồi. Ok. It's called frozen yogurt. It's called frozen frozen yogurt. Sữa chua đặc. Yogurt. Vậy thế à? Yogurt. Yeah, cái đó làm gì nó như kem vậy đó phải không? Nó như kem vậy đó. Nhìn nó nghĩ là kem thôi và thực sự nó là sữa chua. Ăn ăn nó cũng ngọt lắm. Yeah, phải không? Yeah, there you go. Yeah. Yes, frozen yogurt. Concentrate, refocus. Yes. Đúng rồi đó. Cái này hai cái chữ này nếu mà nói về giao tiếp hàng ngày hai cái đó bằng nhau mà khoa học thì hai cái đó khác nha. Okay, so khoa học là hai cái đó khác. Calorie nghĩ nó khác hả? I'm not too sure. Suy nghĩ là frozen yogurt. Đúng hàng. Không có, không biết nữa. Music này hỏi kỳ quá. Đụng hàng tiếng Anh là gì? Hit cargo. Ok. Cargo là hàng. Hit là đụng. Đụng hàng. Ta. Hit cargo. Được không? Oh my god. Alright. Jeez. Tưởng sữa chua đánh đá và sữa trộn. Oh yeah. Như khác. Cái này là... Hình như cái bạn kia hỏi là cái sữa mà sẽ diễn tả đó. Alright, phân số 8 trên 6 đọc là 8 out of 6 được không? No, nếu mình dùng thống kê hay gì đó. 8 trong 6 người. No, đâu được đâu. Không có 8 trong 6 người, 6 trong 8 người thì có. But nói chung là không có được. Mình nói là 8 over 6 hoặc là 8 sixth. Okay. Mình không có đọc là 8 out of 6. No. Tại vì nếu 8 out of 6 là 8 trong 6, rồi làm như 8 trong 6 người. Cái đó cũng hơi lạ lạ. Alright, con muỗi tiếng Anh là gì? Carrie nói đúng. Mosquito. Mosquito. Cái chữ này là thật sự không phải tiếng Anh. Tiếng Anh nhập cái chữ này vô từ Nam Mỹ lên. Mosquito. Right, ok. Ok, what else? Lúc nữa là hết tiền. Really? Oh, really? Ok, rồi, rồi, rồi. Ok, gà. Sẽ không muốn gà hết tiền. Let's go. God. Jeez. Sir, chảnh tiếng Anh là gì? Only, tiếng Anh có nhiều lắm. Tiếng Việt cái chữ chảnh nghe nó vừa dễ thương mà nó vừa sao đâu dễ lắm. Còn tiếng Anh nó có chữ mạnh rồi có chữ nhẹ, nó không có yeah, nó không có chung chung like cocky. Oh, sorry, not cocky. Sorry, cocky. Yeah, arrogant, stuck up, snobby. Yeah, nói chung là mấy cái chữ này nó không có gọn mà nó không có nó hay hơn bằng tiếng cái chữ Việt chảnh. Tại chữ chảnh mình nói ô bé này chảnh ghê rồi. Hoặc là thằng quỷ đó chảnh quá. Ok, sau cái chữ chảnh tiếng Việt mình nó dẻo hơn, mình muốn bẻ sao bẻ. Còn tiếng Anh mỗi chữ nó mỗi riêng. Arrogant là mình ta đây, mình chảnh kiểu ta đây. Cocky cũng vậy. Stuck up là như giao tiếp nhiều hơn, dùng chữ stuck up. Snobby cũng tựa tựa. Và nói chung là không có chữ gọn. So mấy cái chữ đó đó là chảnh. Và nếu xét chọn một chữ thì cái chữ stuck up, nên như là gần giống nhất luôn á, hoặc là chữ snappy, hai chữ này. Well, cocky is pretty good too. I mean, ba chữ này luôn. Ba chữ này sẽ chọn stuck up, All right, cũng muốn hỏi
chiến tranh thế giới diễn một ra trong bao lâu? Ra trong bao lâu là sao? Là từ cuộc bắt đầu tới cuối hả? Cuộc bắt đầu bắn tới cuối mà bắt bắt tay để làm quà đó phải không? Okay, yes. How long was the First World War? Yes, there you go. Đúng rồi. Yep. How long was the First World War? Yes. Hoặc là có một câu nữa. How long did the First World War last? Like that. Okay, nó rõ hơn nữa. How long did the First World War last? What else? Get the all Greek to me. Yes, all Greek to me. Greek là Hy Lạp hả? Hy Lạp. Cái trong này là Greek là cái tiếng Hy Lạp. Cái tiếng Hy Lạp thường khi dùng trong đại học Mỹ, nhất là khoa học này kia đó, là cái tiếng đại học cao để họ ghép vô làm khoa học, mấy cái người mà tiến sĩ họ hay dùng cái Latin hoặc là Greek. So it's all Greek to me là những cái người thường đó, họ nhìn là họ nói ồ cái này làm như mà tiếng Hy Lạp cho mình vậy đó, okay, trình độ cao quá không có hiểu. So it's all Greek to me nghĩa là I don't understand, mình không có hiểu. Yeah. Làm như các bạn đưa xí một cái bài thơ Việt Nam đi cần trình độ cao hiểu sâu hay gì đó thì xí đọc xí nói oh my god this is all Greek to me là oh my god I don't understand nghĩa gì đó. Ok, nó thành ngữ. Everyone has such strange job. Such là gì? I have. Yeah, mấy cái này hơi hơi khó giải thích lắm người. Tiếng Việt có xí không có rõ. Such. I'm not too sure. tìm 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 từ điển điển làm sao đâu. Yeah, sẽ không biết giờ giải thích cái search. Yeah. Được dùng như tí sao không? No. Search là như mà như có giả ra vậy đó. Như có giả ra. Yeah. Là như mọi người có vẻ có công việc lạ vậy đó. No, không phải là tease. Search là như có vẻ vậy đó. Yeah, like that. Cease to exist giống như là stop existing. Yes, đúng rồi đó. Bún bò. I'm afraid bằng sorry khi nói chuyện không? No. No, I'm afraid là tôi cũng cũng lo rằng vậy đó. Tôi sợ rằng hoặc là tôi lo rằng. Yes. I'm afraid you are. Sếp làm như sếp buồn quá, sếp đi bác sĩ tâm lý hay gì đó, cái thì kết luận là I'm afraid you are ấy vợ, right? Là tôi lo rằng anh có thể ấy vợ. Ok, like that. What else? It is around the corner. Cụm từ này dịch sao? Là nó gần có, nó gần đây. Around the corner chỉ cần bẻ cua là gặp thôi. Cho nên gần đây, các bạn chỉ cần bẻ cua là gặp. So là near. Ok, near. So around the corner là vậy. Are you good at cooking? Cooking. Nụ cười. Sư ơi, sao đọc chữ cuối mấy từ dug hay là dig? Đọc lộn âm K. À, so cái chữ dug với lại cái chữ dig hoặc là chữ big, right? Cũng không có rắc rối đâu. So, mình chỉ cần chuẩn bị phát âm G, mình chuẩn bị thôi chứ mình đừng có phát âm nó, mình chuẩn bị phát âm G là được hả? Dug, right? So, dug, chỉ cần bỏ cái chữ G ra một tí xíu, dug, nhìn thấy, big, D, vậy đó. Nghe không? Mình chuẩn bị phát âm G nó. Like that. Ok. Mà phần lớn người Philippines cũng dùng tiếng Anh. Yeah. Người người Phi họ học tiếng Anh nhiều lắm. Tại Mỹ hồi hồi Mỹ có quân sự ở Philippines đó. Và sau chiến tranh thứ hai Mỹ vô đó nó kêu bằng như Mỹ đô hộ Philippines sau này. Rồi cho nên Phi ảnh hưởng Mỹ nhiều lắm. Phi bị ảnh hưởng và yeah, được hoặc là bị tùy theo. Right. Such strange job, such nhấn mạnh cho strange. Yeah, such là như một cái sự nhấn mạnh hoặc là nói gì có vẽ ra vậy đó, có vẽ rằng là yeah. Cũng khó giải thích lắm. Thanks Phương.
Đô hộ tiếng Anh là colonize. Mà cái từ này là cái từ xấu cho nên không có ai chịu colonize hết đó. Cái từ này đô hộ nghe nó hơi xấu, người người Tây phương họ nhại cái từ này lắm rồi, là như họ là kẻ thù vậy, khi mình nói là họ đô hộ mình ấy. Hồi xưa họ có thể dùng cái từ này tự do, bây giờ họ hơi hơi nhại nhại khi mình dùng cái chữ colonize. Cho nên hãy xếp mới dùng cái chữ bị hoặc là được tùy theo đấy. Occupy, bây giờ họ dùng là vậy, occupy hoặc là influence. Influence, like that. Ảnh hưởng. Occupy cũng còn hơi mạnh. Occupy cũng còn hơi mạnh. Have you taken that one test? Bạn làm bài thi đó chưa? Yes, đúng rồi. Very nice, nụ cười. Yes, good, good. Actually, các bạn biết phát âm cái chữ này không? Mỹ kêu bằng cái chữ này đọc là ASEAN. ASEAN. Okay. Yes, it's ASEAN. Yes.